Chào các bạn, thì hôm nay cuối tuần mình đã làm video nhận định thị trường vàng cho các bạn qua tuần tới để các bạn biết nên ưu tiên buy sell ha. Thì như video tuần trước mình có làm một video nói về vàng sẽ tăng mạnh đó các bạn. Tăng mạnh mình nói từ vị thế này. Bởi vì trước đó mình trên TPO mình đã thấy được các vị thế của buy sell hay còn gọi là long tham phim dài hạn là đã mua bất chấp và giữ một vị thế dài hạn ngay ở đáy rồi. Thì qua tuần mình kỳ vọng là lên đó tầm 40 thôi, nhưng mà qua tuần giá đã đẩy đẩy lên rất là mạnh đó, đã đẩy lên rất là mạnh rồi. Thì mình kỳ vọng nó đó là lên đó là tầm 43 các bạn, nhưng mà hôm thứ sáu là giá đã lên tới 78. Thì tuần vừa rồi mình chỉ có ưu tiên buy, mình không có mua sell. Để mình tắt cái này nha, mình sử dụng cái báo phim để mình xem phim nó làm gì cho dễ. Thì view qua tuần của mình là sẽ canh hiệu giảm để tiếp tục buy nha các bạn. Thì buy sẽ buy lên tới đâu, buy lên buy quanh TP của mình quanh đâu đó lên 91, và vùng tham minh buy của mình là đâu đó vùng 51 tới 49, từ 2349 đến 2351 nó tầm đó. Thì và dừng lỗ thì tầm 2343 nha các bạn, 2343 tầm đó, tầm đó rồi. Thì đây là một cái view view dài, view để coi view này nếu mà tham minh thì bằng giá nhé, 40 giá đó các bạn, 40 giá. Thì xét theo góc nhìn của quý cọp á, thì cái phase này là phase C này, phase C này là phase rũ bỏ spring này. Thì cái phase B này nó nhiều bạn học quý cọp là cứ nghĩ là cái phase B là cái phase phase cho nó dài đúng không, nhưng mà không có đâu. Quý cọp là cái phương pháp luận các bạn, và nó có nhiều biến thể lắm. Chúng ta đọc pha để chúng ta đọc các sự kiện của nó và chúng ta sắp xếp các pha cho nó hợp lý các bạn. Có những trường hợp quý cọp là phase A, phase vừa tới phase A xong phase B mới chạy được một xíu một đoạn là đã nhảy qua phase C rồi. Thì đây là trường hợp mình nói thôi, chứ không phải là theo lý thuyết là phase B nó phải dài kéo dài rồi thôi các bạn. Thì theo góc nhìn về sóng của mình thì đang chạy con sóng thứ tư nha các bạn, có nghĩa là qua tuần sẽ điều chỉnh giảm con sóng thứ tư đó. Thì theo mình đây là con sóng 1, 2, 3, 4, 5, và con sóng thứ năm sẽ có TP đâu đó quanh 90, và khi lên vùng 90 tới 95 các bạn có thể tham minh sell nha, tham minh sell xuống, bởi vì mình thấy có thanh khoản sell xuống từ vùng này có thể có thanh khoản sell xuống được. Đó, vùng này là vùng tham minh sell xuống của mình. Đó, đó là theo góc nhìn của sóng là huyết cọ. Còn nhìn qua TPO một xíu thì của TPO của khung này thì mình thấy là cần điều chỉnh giảm. Còn của phiên cũng vậy các bạn, phiên cũng cần điều chỉnh giảm. Qua phút riêng một xíu, phút riêng là mình ở xem đây là phút riêng của H1 các bạn. Thì hôm thứ sáu rồi mình có xem một lệnh ngang cần ngay trên đỉnh đây, và khi mình thấy các hợp đồng được đẩy lên sell rất là mạnh, các bạn thấy hợp đồng của H1 là đâu đó bao nhiêu, 658 hợp đồng các bạn, 658 hợp đồng sell rất là nhiều đó. Và đoạn này cũng sell nhiều, đoạn này nó sẽ mất kịch khi mình thấy có tín hiệu của sell vào rồi, mình có bằng lệnh sell bên đây và về đâu đó dưới này là mình chốt, và sau đó mình chờ một lệnh lên giá của lên đây, mình sell một lệnh ngay đây và về dưới đâu đó vùng 57 mình bắt đầu mình chốt, là mình có xem một lệnh ngay đây và mình để về TP này. Đó, cái TP này lệnh lệnh của mình đã kéo làm xe đâu đó ngay ngày 1/66 đây này. Và mình để TP tầm 5/52, hy vọng qua tuần lệnh của mình sẽ TP thôi, và chúng ta sẽ tham minh buy ha, buy. Và các điểm này mình cũng đã cho các bạn có thể tham khảo. Mọi giao dịch phải tuân thủ SL nha các bạn. Các bạn thấy đó, giao dịch của mình, mọi giao dịch của mình thì đi rủi ro tầm 5%, lệnh nào mà có dữ liệu chắc lắm á, thì mình mới đi 10% thôi. Đó, đừng bao giờ đi hơn mức này các bạn, đi hơn mức này mà tài khoản thua lỗ là những khi tài khoản của bạn mà bị âm á, là dẫn tới thua lỗ, các bạn bị tâm lý á. Thị trường này là rất là khó các bạn, không có đơn giản đâu.
phương pháp là một chuyện, nhưng mà quan trọng là cái tâm lý các bạn phải giữ một chuyện đó. Có thể bạn nạp vào 100 đô, bạn đánh cho một tuần lên 1.000 đô, bạn ok đó, nhưng mà vào một ngày nào đó bạn chỉ cần sai một lần thôi bạn chảy 1.000 đô, cuối cùng bạn chẳng có gì cả. Nhưng mà bạn nạp 100 đô một tháng, bạn duy trì đều mỗi lệnh tầm 5-10%, 5-10% cho mỗi lệnh, thì mỗi tháng bạn lợi nhuận đâu đó tầm 50-100% được bạn, nhưng mà nó ổn định và đều, thì đó mới gọi là trading điên các bạn. Đừng mong kiếm tiền thật nhanh hoặc là giàu có trong thị trường này, không có đâu các bạn. Lướt mạng xã hội vậy, cẩn thận với những người mà hay sâu về khoản lời, hay là hay sâu những cái tích cực để các bạn thấy đó, thì các bạn phải cẩn thận. Những cái tiêu cực đó là các bạn đâu có biết được những cái tiêu cực đằng sau đó đâu. Những cái họ sâu cho các bạn là những cái họ muốn giấu đi. Thực sự mà nói các bạn, để mà kiếm tiền được trong thị trường này, để mà kiếm được tiền tỷ trong thị trường này thì ít người mà làm được. Mình khẳng định điều đó, bởi vì là phải qua quá trình rèn luyện rất là nhiều các bạn, mất rất là nhiều luôn, thậm chí cháy, mà phải nói là cháy vô số lần chứ không phải là cháy 1-2 lần nữa các bạn, để mà thành thạo được trong thị trường này thì các bạn phải trả nhiều. Chứ còn để mà mới bước chân vào thị trường này mà đòi có lời ngay hoặc là theo một nhóm nào đó thì mình nghĩ là không ổn. Bởi vì khi mà mình thành lập ra group này, mình giữ lại group là để tài liệu lại trong đó, là mình muốn các bạn tự học và tự bước đi trên đôi chân của các bạn, để các bạn không phải bị lệ thuộc vào một cá nhân nào cả. Đó là cái mục tiêu mình muốn hướng tới cho các bạn. Còn các bạn mà cứ vào group feed rồi là chỉ có mỗi tư tưởng là chỉ để hóng lệnh của người ta, mà trong khi để vào bạn thua không biết tại sao, đó, thắng thì cũng không biết lý do tại sao, mà thua lỗi cũng không biết lý do tại sao, thì bạn mãi chỉ là dẫm chân tại chỗ thôi. Hãy tự tìm cho mình những cái kiến thức căn bản nhất, để có cho mình những thứ căn bản nhất, rồi thực hành, rồi dùng những số tiền nhỏ nhất đó, tầm 10 đô hoặc là 100 đô đó, nạp vào đánh 0.01 thực chiến, để biết cái tâm lý giao dịch nó là như nào. Không nên đánh demo các bạn, đánh demo là không mang lại cho bạn cái kết quả, cái tâm lý nó như nào đâu, bởi vì demo không cho bạn bài học về tâm lý, nhưng mà tài khoản real thì mới cho bạn bài học về tâm lý, mà trong thị trường này là cái tâm lý là cái rất là quan trọng. Cho nên các bạn lưu ý ha, thì mọi giao dịch mình nói đó, mọi giao dịch các bạn phải luôn tuân thủ lời. Rồi rồi vậy ha, chúc các bạn qua tuần giao dịch hiệu quả.